Câu chuyện Y tá ăn thịt người. Câu chuyện xảy ra vào những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước, khoảng năm 1972, năm 1973. Lúc đó, chiến tranh phá hoại của Mỹ tại miền Bắc và cuộc chiến tại miền Nam đều rất gay go và ác liệt. Tại một bệnh viện quân y tuyến quân khu đóng ở Hải Dương, công việc cứu chữa thương binh và nhân dân bị thương do chiến tranh rất vất vả. Bệnh viện thu dung thương binh ở các đơn vị phía Bắc và các thương binh từ chiến trường miền Nam được phân bổ từ tuyến trên xuống. Chiến tranh ác liệt, ngày nào cũng có thương binh hoặc dân thường tử vong. Bệnh viện có một nhà xác để chứa các xác chết trong các trận đánh, để chờ làm công tác tử sĩ. Trang thiết bị không có gì, và nhà xác nằm ngay cạnh khu nhà dân nghèo nàn xung quanh. Xung quanh nhà xác không có các thiết bị chiếu sáng, không có hàng rào. Nhà xác ngay cạnh một con sông nhỏ, đi qua một chiếc cầu nhỏ mới vào được bệnh viện, và có một lối đi nhỏ mà dân thường vẫn đi qua nhà xác. Chỉ có một bác y tá già nam giới trông nom nhà xác. Công việc của bác chỉ sắp xếp các xác cho vào các bản nhôm Liên Xô, đậy bằng vải mưa, chở đi chôn cất. Các trường hợp tử vong đều rất tang thương sau khi bị thương nặng. Có xác chết mất đầu, mất chi thể hoặc tan nát cả bụng, ngực, lòi các tạng ra ngoài. Tuy nhiên bác y tá già vẫn một mình thu dọn, chu đáo vệ sinh. Mỗi ngày có thể có 1 đến 3 xác, cá biệt có ngày 5-7 xác. Bác y tá lặng lẽ làm việc. Khu nhà xác này rất vắng vẻ, ban ngày chỉ có một vài người dân đi qua. Những người chuyển xác đến và đi đều vội vã đi ngay. Buổi tối càng vắng lặng. Cũng có khi có đôi tình nhân vào khu này để xx xong lại đi ngay. Ngày xưa xx ở bờ bụng thôi mà. Khu nhà xác có khá nhiều chuột. Ban ngày bác y tá vẫn diệt chuột, nhưng vẫn không xuể. Một thời gian bác y tá ốm lắm, lúc đau khớp, lúc ho sốt mà không có ai thay để đi nằm chữa bệnh. Thiếu tá viện trưởng quan tâm nói với quân lực cho người thay, nhưng không có người. Một hôm có một cô gái trẻ nhá nhem tối đi vào bệnh viện, lặng lẽ đến phòng trực. Mọi người đang ăn cơm giật bắn người khi cô gái đứng cửa. Cô gái không ăn cơm mà tự giới thiệu là Đinh Thị Ngát, y tá đơn vị cao xạ bảo vệ cầu Phú Lương. Hôm nay trận địa pháo bị bom Mỹ đánh tan, cô lạc đơn vị vào đây. Cô trình cho thủ trưởng kiếp trực xem giấy tờ tùy thân, đúng cả tên họ, chỉ có điều giấy tờ rách nát và thấm đầy máu. Cô xin ngủ nhờ và làm việc vì không còn đơn vị. Hôm sau, cô được phân công tạm thời trông nom nhà xác. Cô y tá không tỏ vẻ sợ sệt như những người khác, mà lặng lẽ nhận lời. Bác y tá già được đưa đi chữa bệnh. Bác chữa rất lâu rồi nghỉ chế độ vì sức khỏe yếu. Mọi việc tại nhà xác vẫn đều đều. Chiến tranh ngày càng ác liệt, số xác nhiều hơn. Tuy nhiên, các cán bộ làm công tác tử thi để ý thấy một số việc bất thường trong bảo quản xác. Những cán bộ nhận lại xác nhận thấy một số dấu vết thay đổi trên xác, cảm giác có sự mất mát trên xác. Họ bắt đầu chú ý, nhưng những dấu vết không rõ ràng. Cho đến một hôm, xác một thương binh đã được cưa chân lại bị mất thêm một phần phía trên mỏm cụt. Mặc dù mỏm cụt đã được khâu kín, nhưng hôm sau không còn chỉ và bị ngắn hơn trước, lộ rõ xương đùi. Cô y tá không giải thích gì khi được hỏi. Các sự việc lặp lại nhiều lần và ban cán bộ cũng để ý, nhưng vì chiến tranh vội vã nên lơ là. Một hôm sau 3 ngày bom đạn ác liệt,
các cán bộ tử thi phát hiện một xác mất hẳn một nửa người. Các xác còn lại đều bị xâm phạm và lẫn lộn xác nọ vào xác kia. Ban chỉ huy phải họp nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Mọi người đều nghi ngờ do chuột hoặc một loài thú lớn như cáo, mèo hoang chẳng hạn. Sự việc nghiêm trọng khi mất hẳn một xác thương binh, không thể thực hiện công tác tử thi. Ban chỉ huy buộc phải báo cáo lên Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Bảo vệ Nội bộ, tương tự công an trong quân đội, cử cán bộ về điều tra. Cán bộ điều tra là một thiếu úy trẻ mới học tại C500, bây giờ là Học viện An ninh Nhân dân, ra trường về phục vụ cho quân đội. Hàng ngày đội vệ sinh phòng dịch vẫn diệt chuột và phát quang khu nhà xác. Mọi việc lắng xuống, tuy nhiên những xâm phạm vẫn xảy ra. Anh cán bộ điều tra đóng vai cán bộ tăng cường cho nhà xác, tối tối ngủ tại buồng bên cạnh buồng cô y tá. Sau 6 tháng cũng không phát hiện gì rõ rệt. Dần dần anh có cảm tình với một cô y tá khác trong bệnh viện, làm việc tại khoa tim thận khớp, và anh này cũng rất quý cô y tá nhà xác. Hai người thân nhau, mặc dù anh thiếu úy vẫn thấy lạnh lạnh khi gần cô y tá nhà xác. Tối thứ 6 hàng tuần, anh thường vào thị xã xem phim cùng cô y tá khoa tim thận khớp, nhưng hôm nào cũng về sớm trước 9 giờ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhận được báo cáo của công an thị xã, có một số người dân nhìn thấy bóng người con gái áo trắng thường xuất hiện ở khu vực nhà xác viện quân y. Ban chỉ huy bệnh viện cũng báo cáo vẫn có hiện tượng xác bị xâm phạm. Anh thiếu úy ít đi ra khỏi nhà xác hơn. Anh ta phát hiện cô y tá có một gói hành lý để trên bàn thờ nơi cô ta ở và thường thắp hương cho tử sĩ. Gói hành lý này thường có dấu vết được mở ra trùng vào những ngày mà có xác bị xâm phạm. Một tối thứ 6, lâu lắm mới đi xem phim, không may mất điện. Anh thiếu úy đi chơi với cô y tá khoa tim thận khớp thêm một tí, rồi trở về khu nhà xác vào lúc 8 giờ 30 phút. Khi vào phòng, đi ngang qua phòng cô y tá nhà xác, anh bất chợt nhìn thấy cô y tá mặt trắng bệch, vẻ mặt vô hồn, đang ngồi đánh răng. Trông thấy anh thiếu úy, cô vội lên giường nằm. Anh thiếu úy nhận ra gói hành lý trên bàn thờ chưa buộc lại. Cả đêm anh không ngủ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cán bộ tử thi báo cáo xác thương binh tối qua bị xâm phạm, vết cắt trên tử thi